này giới thiệu cây sáo của hãng Liên Sinh của anh Tùng đúng không anh? Của anh Tùng, giá là 5 triệu. Thì mới về sáng giờ mình sẽ test âm cho anh Tùng ha. Thì sản phẩm gồm cây sáo, ốp màng rung, ốp bảo vệ màng, màng rung, một cuốn sách hướng dẫn thổi sáo với tung luôn, với một cục dao, một túi đựng sáo. Thực hiện là vậy. Dây treo. Giờ mình sẽ test âm ha.